Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì nếu như mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, logistics, kho bạc hay trong nhà máy sản xuất thì chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì đối với các dòng máy di động BDA có thể quét bảo vật và để các dữ liệu thông tin lên hệ thống phần mềm. Thì hôm nay em xin giới thiệu thêm với mọi người một dòng máy của hãng Unitech có model đó là HT330. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này cũng như là một số thông tin cơ bản. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đập hộp chiếc máy Unitech HT330 này nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy thì chiếc máy này được đóng gói khá là kỹ ha. Bên ngoài có nhiều cái lớp mút xốp trong quá trình vận chuyển để tránh va đập ha. Đây, thì đây là chiếc máy của nó nha mọi người. Đây em mở ra này. Rồi, còn chiếc máy mình xem sau ha. Mình xem một cái thành phần đi kèm ha. Thì đây là cục adapter và cái dây sạc pin ha, dây sạc pin và dây kết nối này. Cái dây này thì đang là sử dụng dây tai chi, thì hầu như các thiết bị của đang sử dụng dây tai chi khá là phổ biến nha mọi người. Còn bên này, đây là cái pin của nó nha mọi người, pin bỏ rời ra ngoài ha, pin chiếc máy bỏ rời ra ngoài thì lát nữa sẽ lắp vào rồi sẽ test thử cho mọi người xem. Thì đây mọi người có thể xem ha. Rồi, ok, thì đây là pin của nó nhá. Thì đây là chiếc máy HT330 mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đây, thì mọi người có thể là sử dụng nó để trong công việc đi kiểm kê hàng hóa xuất nhập hàng, hay là mình có thể là đi kiểm tra những cái mặt hàng trong kho ha. Thì đây là một dòng máy rất là tiện lợi ha, và chi phí của nó cũng khá là phải chăng để khi mà mình sử dụng. Đây, cho em giới thiệu lại một số cái tính năng cơ bản của cái dòng máy này nha mọi người. Đầu tiên thì cái màn hình của nó đang hỗ trợ đó là màn hình 4 inch, đây có sử dụng mà bàn phím nha mọi người. Tổng số các phím đây là 32 phím. Ở phía sau nó có camera này, camera riêng nha mọi người, camera để chụp lại những cái hình ảnh về lỗi hàng hóa hoặc là máy móc hư hỏng hoặc là bất kỳ những cái gì đó mình cần chụp lại ha. Camera của nó cũng tới đó là 13 MP nha mọi người. Có camera trước, camera trước cũng hỗ trợ camera trước đó là 5 MP. Đó mọi người có thể thấy là nó trang bị khá là đầy đủ. Còn phía trước này đây là cái đầu độc mạ vạch của dòng máy này nha mọi người. Như đây là đầu độc mạ vạch của dòng máy Unitech HT330 ha. Ok, thì chiếc máy này hiện tại nó đang có cái dung lượng pin khá cao, phù hợp cho trong công việc trong nhà máy. Dung lượng pin của nó đó là lên tới là 5200 mAh. Này, và bộ nhớ của dòng máy này là cũng lên tới 32 GB. Trong khi đó là RAM thì cũng được bên hãng cấu hình đó là 3 GB RAM nha mọi người. Này, thì bây giờ em sẽ test thử một số cái mã vạch để xem mọi người xem về cái khả năng đọc của chiếc máy này. Này, thì máy chạy hệ điều hành Android nha mọi người. Hầu như các dòng máy BDA hiện nay thì đang sử dụng cái chế độ người sử dụng cái hệ điều hành Android. Còn thời trước đã lâu lắm rồi mới sử dụng những cái hệ điều hành là Windows Mobile nha mọi người. Đây, Android của chiếc máy này là Android 12. Đây thì em sẽ quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc của nó. Khi mọi người bấm lên có một cái chấm để mình có thể giúp mình có thể là xác định cái vị trí cần quét nha mọi người. Đây, những cái mã vạch đây này. Đây, nó hiển thị lên trên này ha. Đây một số cái mã vạch khác ha, một số mã vạch lỗi này. Đây, đọc khá là chạy ha. Còn những cái mã vạch trên này. Rồi, máy này thì như ban đầu em có nói là nó sẽ đọc được mã 1D, 2D cũng như là các phong OCR, phong chữ OCR. Đấy thì đây mã 2D ha, em sẽ đọc các mã này. GS1 Data Matrix này. Cái âm lượng này kia của nó mà mình có thể là tăng giảm được nha mọi người. À, hiện tại máy mới thì cấu hình của nó mình có thể thay đổi cấu hình. Đây một số mã QR code này. Khoảng cách em đọc thì cũng khá là xa nha. Đây QR code thì khoảng cách đọc chắc là tầm tới 30 mm nha mọi người, và 30 cm chứ. Các bạn có thể đọc được. PDF 47 này. Đây khoảng cách của em đang để chắc tầm phải 30-40 nha mọi người. Đây là em test thực tế cho mọi người xem. Đó, nó khá là xa này, tầm 40-50 nha. Tùy theo cái kích thước mặt vật thì mình có thể là điều chỉnh cái khoảng cách xa gần ha. Đó, những cái mặt vật mọi người có thể thấy là nó khá là xấu ha, không được đẹp lắm, nhưng dòng máy nó mình có thể đọc tốt ha. Một quan trọng là nó có cái chấm này để cho mình có thể là xác định được cái vị trí thì mình cần đọc đúng cái mặt vật ha. Đó, thì sau đây là những cái thì những cái thông tin mà nó đọc được từ trên này đó. Đây, em xóa được cái này đi ha. Rồi, quay ra ngoài một xíu. Đây mọi người có thể thấy cái giao diện phía bên ngoài thì máy chạy Android thôi, thì đó chứ những cái thiết bị Android khác đó. Đặc biệt là đối với các dòng máy của Unitech thì nó có một cái app
để giúp mình có thể là cài đặt và cấu hình được những cái mình cần. Ví dụ như là mình cần enable hay disable, nghĩa là không cho đọc hoặc là cho đọc một trong những cái mã vạch nào đó, thì mình cũng có thể là cấu hình và cấu hình những cái thông số cơ bản của nó. Ví dụ như mình sử dụng điện thoại, mình đâu cấu hình được như vậy. Mình sử dụng điện thoại thì mình chỉ có sử dụng cấu hình trên app thôi, tại vì điện thoại đọc sao nó trả về vậy. Còn những dòng này mình có thể là cấu hình. Mình muốn chỉ đọc QR code hoặc là đọc mã data matrix, không đọc các code khác, hoặc là chỉ đọc code 128, code 39 gì đó, thì mình có thể là cấu hình cho nó đọc được, hoặc là không đọc được code nào, thì mình cũng có thể là sử dụng một số cấu hình cơ bản cho mọi người. Nó còn thêm một số cái cấu hình khác nữa. Vậy thì giới thiệu sơ cho mọi người một số cái cấu hình. Thì đây là mình khi mình sử dụng thì nó có hỗ trợ là bắt wifi ha. Wifi hiện tại nó sẽ có thể là bắt được hai cân luôn, cân 2.4 và cân 5G. Gặp ghi cho mọi người 200 TB và 5G, nó đều hỗ trợ bắt được cả hai cần đó, khá là tốt ha. Còn về Bluetooth thì Bluetooth hiện tại là chiếc máy này đang hỗ trợ Bluetooth 5.0 ha. Đang cũng hầu như là các chuẩn mới thì chiếc máy này cũng đã được cập nhật hết cho mọi người. Và đặc biệt thì nó có thể là lắp SIM và 4G, nếu mọi người chọn cái phiên bản SIM 4G ha, thì mình có thể là lắp SIM và 4G được, rất là tiện lợi. Đó, ban đầu em có nói là nếu như mọi người ở trong ứng dụng là sử dụng trong ứng dụng ở sân bay hay là trong nhà máy hoặc là trong logistics thì nó có thể đọc được các dãy ký tự với phong OCR, thì nó cũng có thể là hỗ trợ đọc được luôn nha mọi người. Đây một số cái giao diện bên ngoài. Về cầm thì nó khá là chắc tay nha. Đây cầm thì nó có miếng lót sau này, miếng dự đây, mình có thể là cầm đi nhấn, để nhấn đọc thì mình có cái nút to ở đây nè. Đây, những cái phím mình có thể tăng giảm âm lượng, một số cái điều chỉnh enter, nhập cái số để em nhập số một thông số thông tin cho mọi người ha. Đây ví dụ như mình nhập này, đây những cái phím cái này để mình nhập, đây muốn xóa nè, đó bàn phím thì nó hỗ trợ mình cũng khá là nhiều trong công việc. Ngoài cái việc mà mình quét mã vạch thì giúp mình có thể là cập nhật số lượng hoặc là cập nhật những thông tin ghi chú, hoặc là mình có thể là camera để chụp hình lại những cái sản phẩm đã được lưu hoặc là lỗi ở trên đó. Đây thì anh sẽ test thử cái camera của cái chiếc máy HT330 này xem như thế nào. Thì đây camera này. Đây đang là chế độ camera sau nha mọi người. Đây. Đây, nó có cho mình lấy nét luôn nha mọi người. Đó. Đây, chụp hình. Nó cho mình lấy nét đó mọi người có thể xem ha, một tấm hình đó. Đó thì mình có thể chụp lại, mình có thể chụp lại ha. Thì camera đây, những cái dòng này thì chắc chắn sẽ không trang bị bằng những cái thiết bị smartphone mà thế hệ mới như ngày nay rồi, nhưng camera hiện tại của nó cũng là lên tới 13 MP đối với camera sau ha. Còn ví dụ camera trước thì cũng lên tới đây, camera trước chụp thử một cái. Camera trước của nó thì cũng là 5 MP nha mọi người. Đó, một số cái thông tin camera để chụp camera sau. Đó, mọi người có thể xem camera của máy nha. Đó, nói chung là nếu mà mình sử dụng những cái thiết bị này thì mình quan tâm tới những cái cấu hình về RAM, về bộ nhớ cũng như là cái khả năng đọc của cái này là nhiều hơn ha. Còn camera chỉ là một số những cái tính năng phụ thêm thôi ha. Đó, mình xem từ máy nó chạy có mượt không, rồi Android như thế nào, một số cái Android của nó thì Android 12 khá là tốt ạ. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu một số thông tin cơ bản của dòng máy kiểm kho BDA HT330 này của hàng Unitec. Thì mọi người có thể thấy những ưu điểm mạnh của dòng máy này, nó đó có thể là cái đầu đọc mã vạch, nó có thể đọc dày và nhanh những cái mã vạch 1D, 2D với cái khoảng cách là từ 30 đến 50 cm. Mọi người có thể thấy là khi mà test thực tế thì mã vạch khá là rõ như thế này ha. Đi kèm với đó nó sử dụng đó là Android 12 và dung lượng pin lên tới 5200 mAh, giúp mình có thể làm việc được lâu trong quá trình mà sử dụng chiếc máy này. Và có camera phía sau đó là 13MP, cũng như là camera phía trước là 5MP, và cũng như một số thông số cho các tiêu chuẩn công nghiệp, đó là về IP67 có thể là chịu đựng được đồ rơi rớt từ trên cao xuống sàn bê tông, đó là tầm 1.5m nha mọi người. Thì đó là một số cái thông số khá là tốt để mình có thể là sử dụng và lựa chọn dòng máy này trong công việc của mình. Thì nếu như mọi người cũng đang tìm hiểu về các dòng máy BDA hoặc là dòng máy này, thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào website thegioibao.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.